Tiết Nhân Quý, Trinh Đông. Hồi thứ năm, Viên Ngoại quá giận, toàn sự giết con. Từ khi Nhân Quý có cái áo ấy, Thành được no ấm thì mừng rỡ vô cùng. Ngày kia Viên Ngoại dậy sớm ra ngoài, thấy tuyết đóng đầy sàn, bèn kêu Nhân Quý khiến lấy chổi quét tuyết. Khi ấy Nhân Quý dọn dẹp hồi lâu, trong mình nóng nực nên cởi bớt áo dương bì ngoài ra, Thành bày cái áo đại hồng cẩn thân ra ngoài. Liễu Viên Ngoại ngó thấy thì nổi giận mà nghĩ thầm rằng: năm trước ta qua đất Liêu Đông, thấy hai cái áo đại hồng lãng tử này là vật rất báu nên mua về cho con dâu và con gái. Nội ở đây không ai có, và Tiết Lễ là người nghèo nàn, làm sao sắm đặng vật ấy, rõ ràng là của nhà ta. Nếu nó ăn cắp, lẽ đâu dám mặc như vậy, chắc bởi dâu con có đứa nào bất chính, ta phải vô tra hỏi cho biết. Viên Ngoại vô nhà, kêu gia đình lấy một sợi dây, một cây đao và một chén thuốc độc đem ra lập tức. Gia đình thất kinh, không hay là việc gì. Nhất Diện chạy báo cho viện quân hay. Viện quân nghe hoảng kinh, liền kêu Liễu Đại Hồng cho hay việc ấy, rồi đồng chạy ra mà hỏi rằng: có việc chi ông giận dữ vậy? Viên Ngoại nói: chẳng phải hỏi, đợi một chút thì rõ. Nói rồi sai bốn đứa a hoàn qua phòng Điền Thị, bảo đem cái áo đại hồng cẩn thân ra trình. Giây phút Điền Thị đem áo ấy ra trình, Viên Ngoại cho cất đi, rồi lại bảo lên phòng tiểu thư. Nữ tỷ vâng lệnh đi liền. Nói về Liễu Kim Huê, thấy cha truyền mang áo đại hồng đến trình, liền lật đật mở dương kiếm chẳng thấy áo hồng y đâu, thì thất kinh mà nghĩ thầm rằng: hồi khuya trời gió tắt đèn, có khi ta lấy lộn hồng y mà cho Tiết Lễ, chắc ra ra ta thấy y mặc nên mới tra xét đến áo này đây. Bỗng lại thấy hai đứa nữ tỷ lên dục nữa, tiểu thư sợ hãi không dám xuống. Viên Ngoại chờ lâu không thấy thì hò hét như sấm mà nói rằng: thôi rồi, thôi rồi, thật gia môn bất hạnh nên mới đến nỗi này. Viên quân nói: ông để rồi con nó đem xuống, làm gì mà gấp dữ vậy? Viên Ngoại nói: mụ có biết gì mà xen vô đó, bởi mẹ thế kia mới sinh con làm vậy, làm bại hoại gia phong. Nó đã đem áo hồng y tặng cho tình nhân của nó rồi mà mụ còn chưa biết. Viện quân nghe nói thất kinh, liền chạy lên lầu kêu tiểu thư và nói rằng: sao con không đem áo hồng y ra cho cha con coi thì phải khốn bây giờ. Liễu Kim Huê khóc mà nói rằng: mẹ ơi, xin mẹ cứu tính mạng cho con. Nói rồi thuật hết lại các việc cho mẹ nghe. Viện quân nghe con nói thì thất kinh mà rằng: con tuy lấy lòng từ thiện mà cho áo người, song nay cha con đương lúc hành hung, mẹ nói làm sao cho đặng, vậy con phải ở trên này mà trốn. Còn Viên Ngoại thấy sai lấy áo hai ba lần mà không thấy đem xuống thì hét lớn rằng: chuyện này nín lặng đi không đặng. Liền đứng dậy đi lên lầu. Liễu Đại Hồng cản lại mà rằng: xin ra ra bớt giận, để cho mẫu thân con đem tiểu muội xuống. Viên Ngoại mắng rằng: đồ súc sinh, sao dám ngăn cản ta. Nói rồi chạy lên lầu nạt rằng: đồ tiện tì, sao không xuống cho ta hỏi. Viện quân nói: xin ông bớt giận, để tôi nói cho mà nghe. Viên Ngoại nói: nó dám đem hồng y mà tặng cho tình nhân của nó, đồ súc sinh như vậy còn để nó làm chi. Nói rồi chạy lại nắm cánh tay viện quân, xô một cái té nhào. Kim Huê chạy không kịp, bị Viên Ngoại nắm đầu kéo xuống. Viện quân cũng chạy theo. Viên Ngoại đem Kim Huê đến sảnh đường, xô té xuống đất, rút roi vừa đánh vừa mắng.
đồ tiện tỳ, sao dám tư tình với Tiết Lễ, làm bại hoại gia phong. Nói rồi chân đập, tay đánh, Kim Huê chịu không nổi kêu rằng, Gia Gia ơi, xin thương con, chuyện này oan ức lắm. Viện quân thấy đánh, nóng ruột chạy lại can, Liễu Đại Hồng cũng chạy lại thưa rằng, Gia Gia ơi, xin đừng cố chấp em con mà tội nghiệp. Viên ngoại mắng rằng, đồ súc sinh chớ khá nhiều lời. Điền thị cũng quỳ xuống mà thưa rằng, xin công công xét lại, kẻo oan uổng cho cô nương, và Tiết Lễ là người bần cùng, có lẽ nào lại tư tình như thế, chẳng qua là thấy kẻ nghèo nàn rách dưới, thì phá lòng từ thiện mà cho áo đó thôi, xin công công mở lượng. Viên ngoại mắng rằng, mi biết chuyện gì, dám ra đây mà nói. Lúc đó có người chạy ra thuật chuyện ấy cho Nhân Quý nghe. Nhân Quý hoảng kinh, lại nghe trong nhà có tiếng khóc lóc om sòm, bèn lật đật quăng chổi mà chạy mất. Nói về Liễu Viên Ngoại, quá giận, chỉ muốn giết tiểu thư cho khuất mắt, nên ra tay dập Liễu vùi hoa, cả nhà can cũng không được. Xảy có gia đình đến thưa rằng, Lý Viên Ngoại bên Tây Thông có việc cần mời ông ra nói chuyện. Viên Ngoại nghe có khách thì đứng dậy và nói với vợ rằng, ta giao cho mụ đem tiện nhân này ra đằng sau, đợi cho ta nói chuyện, rồi sẽ vào xử tử, bằng để trốn đi, mụ phải thế mạng. Nói rồi đi ra, khi ấy viện quân mới đỡ Kim Huê dậy, rồi lại đem trốn trong phòng. Kim Huê khóc mà thưa rằng, mẫu thân, nay Gia Gia muốn giết con thật, tưởng khó thoát rồi. Đại Hồng nói, nếu mẫu thân muốn cứu tiểu muội thì phải đưa ra cửa sau trốn đi mới được. Kim Huê nói, ca ca ơi, em từ nhỏ chưa từng ra khỏi cửa, nay biết trốn đi đâu. Đại Hồng liền kêu nguyện má má mà dặn rằng, xin bà lĩnh em tôi đi trốn, hãy nuôi dưỡng cho tử tế, đợi Gia Gia tôi hồi tâm, tôi sẽ đền đáp nghĩa cho bà. Nguyện má má vâng chịu, viện quân liền chạy vào phòng, lấy 300 lượng bạc, giao cho tiểu thư. Tiểu thư lạy mẹ và anh chị, rồi theo nguyện nhũ mẫu ra cửa sau chạy trốn. Nguyện nhũ mẫu lại hỏi rằng, nếu viên ngoại cho người truy nã, thì tính làm sao? Đại Hồng nói, bà cứ an tâm lĩnh tiểu thư ra đi. Khi tiểu thư đi rồi, Đại Hồng mới nghĩ ra một kế, liền nói nhỏ với mẹ rằng, bây giờ làm kế như vậy thì Gia Gia không sai người theo bắt. Viện quân nghe theo, liền lên sai A Hoàn đem một cục đá lớn để ở miệng giếng và dặn phải y kế mà làm. A Hoàn vâng mệnh. Đến khi viên ngoại vào, truyền vào trong dẫn tiểu thư ra, A Hoàn liền xô cục đá xuống giếng một cái đùng, rồi kêu la ầm ĩ. Viện quân giả bộ chạy ra kêu khóc. Con ơi, mạng con sao ngắn ngủi như vậy, khiến cho mẹ đau lòng, nát ruột con ơi. Điền thị cũng làm bộ kêu khóc. Cô nương ơi, em ơi. Các A Hoàn đều bưng mặt khóc. Đại Hồng giả bộ nói, thôi, chớ than khóc, phải tìm cách mà cứu cho mau. Nói rồi đi kiếm cây, dò tìm mà vớt lên. Khi ấy Liễu Viên Ngoại ở trong nhà nghe mỗi tiếng đùng như có người té xuống giếng, lại nghe tiếng kêu khóc om sòm, tưởng là con gái đã nhảy xuống giếng mà tự vẫn rồi, liền ra xem, thấy Đại Hồng đang lấy cây cua kiếm. Viên Ngoại lạt lớn rằng, súc sinh, nó chết thì thôi, còn cua kiếm làm gì? Viện quân giả bộ làm hung mà hét lớn rằng, lão tặc, phải trả con cho ta. Nói rồi xăm xăm chạy lại mà kéo viên ngoại. Viên ngoại nổi giận, đứng dậy, kêu A Hoàn nói, bay phải vá gạch đá mà lấp giếng cho mau. A Hoàn vâng lệnh, giây phút lấp đáy giếng. Đại Hồng khóc mà nói rằng, Gia Gia nỡ lòng nào mà bức em con đến thế.
Viện quân cũng nói, lão tặc đã bức tử con ta, lẽ phải lấy quan tài tẩm liệm mà tống táng tử tế, có đâu lại làm một cách thảm thương như vậy. Kêu khóc một hồi rồi kéo nhau vô nhà. Nói về Tiết Nhân Quý, từ khi chạy trốn, lại còn sợ nỗi người nhà đuổi bắt. Dáng sức chạy 20 dặm, ngó thấy trước mặt có một tòa miếu võ, thì nghĩ rằng, để ta chạy đến đó nghỉ chân, rồi sẽ đi cũng đặng. Nghĩ rồi chạy thẳng vào miếu. Tiết Nhân Quý Trinh Đông. Hồi thứ 6. Gặp thời may, Nhân Quý cưới vợ. Nói về Nguyện Nhũ Mẫu mang Kim Huê chạy trốn, đi chưa được mấy dặm đã mỏi mệt quá chừng. Khá thương cho tiểu thư đào tơ liếu yếu, chưa từng ra khỏi khuê môn, nay đường bộ sông pha nên hai chân đau rát, mặt mũi đỏ phừng. Dáng chạy một hồi nữa, Kim Huê kêu Nhũ Mẫu mà nói rằng, ta đi không đặng, xin hãy tạm nghỉ cho bớt mỏi đã. Nhũ Mẫu ngó trước mà nói, may lắm, trước mặt có miếu Đông Cô kia, hãy chạy dáng tới đó sẽ nghỉ. Hai người cùng dáng đi một hồi nữa. Lúc ấy Nhân Quý nghỉ trong miếu sắp ra đi, xảy thấy hai người đàn bà xăm xăm chạy đến, thì nghĩ thầm rằng, có khi người nhà Liễu Viên Ngoại theo bắt ta đây. Nói rồi chạy trở vô miếu, chui xuống dưới gầm tượng thần mà nằm. Khi ấy Liễu Kim Huê và Nguyện Nhũ Mẫu vào miếu, thấy bốn phía không ai, Nguyện Nhũ Mẫu mới nói với tiểu thư rằng, tiểu thư có lòng từ thiện, thấy Tiết Lễ nghèo nàn, lạnh lẽo, nên động lòng thương mà cho áo, chẳng dè lầm phải cái hồng y, đến nỗi lão già ngó thấy, tưởng tiểu thư có tư tình, nên mới ra nỗi nước này. Nay tôi cùng tiểu thư đi lánh nạn, xong không có bà con thân thích, thì biết chú vào đâu. Kim Huê nói, tại tôi làm cho Nhũ Mẫu cũng phải cực, như tôi có thác cũng cam lòng, khá thương cho Tiết Lễ là người vô can, cũng vì tôi mà mang họa, không biết có trốn khỏi đặng chăng. Hai người cùng nhau bàn bạc, Nhân Quý ở dưới bàn tượng thần, nghe đặng rõ ràng thì nghĩ thầm rằng, té ra tiểu thư thấy ta cơ hàn thì thương xót mà cho áo, nên lụy đến thân mà ra cực khổ như vậy. Thôi để ta ra lại tạ ơn người, dầu có thác nữa ta cũng đành chịu. Nói rồi chui ra, quỳ trước mặt tiểu thư mà nói rằng, tiểu thư thương kẻ nghèo nàn mà cho áo, vì tôi không rõ nên tôi mặc ra ngoài để cho lão già ngó thấy mà làm lụy đến tiểu thư, đều là tội tôi cả. Xin tiểu thư dung thứ. Kim Huê thấy Nhân Quý quỳ trước mặt mình mà nói, thì hổ thẹn 10 phần. Nhũ Mẫu liền đỡ Nhân Quý dậy mà hỏi rằng, quan nhân quê quán ở đâu? Nhân Quý thưa, tiểu tử ở Tiết Gia Trang, vì cha mẹ mất sớm, gia tài tan hết, nghèo khổ vô cùng, nên mới phải đem thân đi làm mướn, không dè lại làm đến họa này. Nguyện Má Má nói, việc này cũng vì tiểu thư thương quan nhân lạnh lẽo, nên mới sinh ra cực khổ chừng này. Nay không chỗ dựa nương, may gặp quan nhân đây, xin đưa bọn ta về Sơn Huyệt, tạm ở ít ngày, đợi chừng việc an, sẽ đền ơn ấy, có đặng cùng chăng? Nhân Quý thưa, tôi mang ơn tiểu thư rất lớn, dẫu khô xương nát thịt cũng chưa đủ báo đền. Xong tôi nhà cửa không có, giường chiếu cũng không, một mình ở nơi hang hổ, tôi e tiểu thư khó bề chịu đặng, và kẻ qua người lại, lo cho miệng thế gian, xin tiểu thư xé lại. Nhũ Mẫu nói, quan nhân phân rất phải, xong hiện nay tiểu thư không trốn nương thân, vậy cũng phải tùy quyền mới đặng. Nói rồi quay lại hỏi Kim Huê, tiểu thư nghĩ thế nào?
Kim Huê nói, ta này tứ cố vô thân, cũng phải tùng quyền như vậy, rồi sau sẽ tính. Nhũ Mẫu nói, Tiết Lễ sợ ở nơi hang hổ không được phân biệt, nên có ý ngại ngùng, đó cũng là lòng thật thà của Tiết Lễ. Song ta coi, Tiết Lễ ngày nay tuy bần hàn, nhưng cũng có ngày xuất đầu lộ diện. Vậy ta muốn chủ trương đem việc chung thân của tiểu thư mà hứa cho y, thì có lẽ an đặng. Tiểu thư nghĩ thế nào? Liễu Kim Huê nghe nói thì nghĩ thầm rằng, ngay khi ta cho áo cũng đã có ý này, đây Nhũ Mẫu nhắc đến thì rất hợp tâm. Nghĩ rồi cúi đầu không nói. Nhũ Mẫu thấy vậy biết ý, liền nói với Nhân Quý rằng, quan nhân vì ở chung trong hang không được phân biệt, vậy ta muốn đem việc chung thân của tiểu thư mà hứa với quan nhân, chẳng hay ý quan nhân thế nào? Nhân Quý nghe nói hoảng kinh mà thưa rằng, Nhũ Mẫu chớ phán điều ấy, mà thêm nặng tội cho tiểu tử, và tiểu thơ là cành vàng lá ngọc, còn tiểu tử là kẻ nghèo nàn. Việc ấy không nên, xin Nhũ Nương xét lại. Nhũ Mẫu nói, quan nhân nói sai, việc nhân duyên là do nơi trời định, bần phú có kẻ chi, xin đừng từ chối nữa. Nhân Quý không nghe, cứ khăng khăng một mực mà từ chối hoài. Nhũ Mẫu thấy vậy nổi giận mà nói rằng, người thật là người táng tận lương tâm, tiểu thư ta vì ngươi mà chút nữa thiệt mạng, nay trốn ra đây không chỗ gửi mình, muốn để ở với ngươi lại toàn bẻ xua đuổi, thiệt không phải là lòng người. Nhân Quý nói, tôi thật không dám bụng ấy, xong nay Nhũ Nương trách quá lời, vậy thôi xin vâng lệnh. Nhũ Mẫu nói, nay quan nhân đã theo y lời thì phải đem tiểu thư về sơn cốc. Nhân Quý vâng lệnh, rồi lại gần tiểu thư mà nói rằng, từ đây về đến hang còn xa xôi lắm, e tiểu thư đi không nổi, vậy tôi xin ra sức cõng tiểu thư cho đỡ mỏi, tiểu thư nghĩ thế nào? Nhũ Mẫu nói luôn rằng, tốt lắm, đặng vậy thì tốt lắm. Còn Kim Huê thì nghĩ thầm rằng, nay ta đã gá nghĩa với y, cũng chẳng hề gì mà thẹn, và đường xa như vậy, ta đi bộ chắc cũng không xong. Khi ấy Nhân Quý cõng tiểu thư mà chạy như tên, Nhũ Mẫu không sao theo kịp. Nhân Quý liền cặp Nhũ Mẫu qua tay tả mà chạy, giây phút đã đến hàng. Liễu tiểu thư bước xuống, đi ngay vào dọn dẹp sạch sẽ, rồi kêu Nhũ Mẫu mà nói rằng, ta coi đây không có gạo, vậy hãy đưa tiền cho người đi mua về dùng đỡ. Nhũ Mẫu lấy ra một lượng bạc, đưa cho Nhân Quý. Nhân Quý tiếp lấy đi mua đồ. Nói về Vương Mậu Sinh, Nhân đi buôn bán về ngang qua, thấy hai người đàn bà ở đó, thì nghĩ thầm rằng, chỗ hàng này là của Tiết đệ mình ở đã lâu, nay sao lại có hai người đàn bà nào ở đó? Còn đang suy nghĩ, bỗng đầu Nhân Quý đi chợ về, anh em gặp nhau mừng rỡ. Mậu Sinh hỏi, Nhân đệ về bao giờ và có hai người đàn bà nào đó? Nhân Quý nói, xin ca ca vào đây rồi tôi kể chuyện cho mà nghe. Mậu Sinh liền quẩy gánh bước vào. Nhân Quý để đồ xuống, lật đật kêu Kim Huê mà nói rằng, người này là kết nghĩa anh em với tôi, tiểu thư nên ra chào đi. Kim Huê bước ra thi lễ, rồi Nhân Quý mới thuật lại các việc cho Mậu Sinh nghe. Mậu Sinh mừng rỡ nói rằng, nay em thời vận đã thông, phước tinh phụ giúp, hôm nay cũng là ngày tốt, phải tính việc thành thân đi. Nhân Quý nói, ca ca ôi, tối nay không có một vật chi thì làm sao mà tính đặng? Mậu Sinh nói, việc ấy không khó, để ta về sắm sửa đem qua. Nhũ Mẫu nói, đây là hai lượng bạc, xin nhờ người mang về chi biện dùm. Mậu Sinh lĩnh bạc nói với Nhân Quý rằng, để ta về sửa soạn, bảo người nhà đem qua trước. Nói rồi ra đi. Mậu Sinh về đến nhà,
kêu vợ thuật các chuyện. Mao Thị nghe nói mừng rỡ, lật đật sửa soạn đồ đi trước. Đến nơi, Nhân Quý ra đón vào. Mao Thị cùng tiểu thư tương kiến, chuyện vãn trong hồi lâu, rồi cùng nhau đi sửa soạn sắp đặt. Còn Mậu Sinh đi mua đồ, về ghé nhà, lấy thêm giường, ghế, mềm, gối, chén, dĩa đem đến. Lại có đem theo 2 lượng bạc để làm lễ mừng. Nhân Quý tiếp lấy bạc, cảm ơn vợ chồng Mậu Sinh. Rồi đó Mậu Sinh thay áo đi gánh nước, cua củi, còn Nhũ Mẫu thì dọn dẹp cỗ bàn, sắp đặt đâu đó. Kế trời vừa tối, Nhân Quý thay đổi y phục ra làm lễ trời đất. Tối trở vào dọn dẹp, vợ chồng đi nghỉ. Từ đó, Nhân Quý nhờ có 300 lượng bạc của tiểu thư mà tiêu dùng được mấy tháng đã gần hết. Vợ chồng ngồi bàn luận về việc làm ăn. Nhân Quý nói, thôi, để mai ta làm việc này sẽ có tiền xài. Bữa sau, Nhân Quý đi kiếm tre đem về. Kim Huê thấy vậy, hỏi, phu quân dùng tre làm gì? Nhân Quý nói, phía bên kia núi nhiều chim nhạn lắm, ta tính sắm cung tên để bắn nhạn bán lấy tiền. Nhân Quý vừa làm xong, bỗng thấy 2 con nhạn bay qua. Nhân Quý lắp tên, chờ nhạn kêu, bắn 1 mũi nhằm yết hầu, liền xa xuống. Bắn cách ấy gọi là khai khẩu nhạn. Kim Huê thấy mừng rỡ vô cùng. Từ đó, mỗi ngày Nhân Quý đi bắn nhạn, bán được đủ tiền chi dụng trong nhà. Ngày kia, Nhân Quý lại đến chân núi để bắn, gặp 2 con nhạn bay qua, vừa muốn giơ cung lên bắn, bỗng nghe có người kêu tên mình mà nói rằng, bắn như vậy cũng chưa giỏi, để ta bắn nhạn sống cho mà coi. Nhân Quý nghe kêu quay lại coi, thấy một người đầu đội mão tứ sắc, mình mặc áo có lãng y, oai phong lẫm liệt, tướng mạo đường đường. Nhân Quý không biết là ai, mới hỏi rằng, phép bắn nhạn sống làm sao, bắn cho ta coi thử. Tướng ấy nói, đại ca quên tiểu đệ rồi sao? Nhân Quý đứng nhìn hoài cũng không nhớ, mới hỏi, vậy chớ ngươi là ai? Tướng ấy nói, tiểu đệ là bạn đồng học với ca ca, tên là Châu Thanh đây mà. Nhân Quý nghe nói mừng rỡ, ném cung tên chạy lại mà hỏi rằng, Châu Hiền Đệ ơi, vậy chớ Châu Hiền Đệ đó sao? Anh em mới xa cách mấy năm mà nhìn không biết, anh thật mau quên quá. Vậy chớ Hiền Đệ ở đâu mấy năm nay? Châu Thanh nói, em mấy năm nay có người ở Giang Nam rước làm giáo sư, nay nghe huyện Long Môn có treo bảng chiêu binh, nên em tính về đầu quân, còn ca ca võ nghệ cao cường, sao chẳng đi để lập công trạng. Nhân Quý liền thuật những sự nghèo khổ cho Châu Thanh nghe và hỏi rằng, em về đây thì ngụ ở đâu? Châu Thanh nói, em ở nhà của kế mẫu em tên là Uông Má Má, không ngờ anh lại nghèo đến bậc này, nay em muốn cùng anh đi đầu quân để kiến công lập nghiệp, chẳng biết ca ca nghĩ thế nào. Nhân Quý nói, em nói phải lắm, song anh mắc có vợ, một là không tiền chi dụng, hai là khó trốn nương thân thì anh còn đi sao đặng. Châu Thanh hỏi, anh có vợ rồi sao, em mừng cho anh, song em tưởng nam nhi chi trí, công danh là việc trọng, nếu anh chịu cùng đi với em thì lộ phí khỏi lo, và em còn dư ít lượng bạc, xin để nhà cho chị tiêu dụng. Nhân Quý nói, cảm ơn Hiền Đệ hảo tâm, như vậy thì chắc là đặng. Châu Thanh mừng rỡ, liền lấy 3 lạng bạc giao cho Nhân Quý và hẹn rằng, anh về sửa soạn, ngày mai sẽ thượng lộ. Nhân Quý tiếp bạc, tử giã đi về.